Sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách thay sàng tra hạt của máy gieo hạt này để sao cho nó phù hợp với kích thước và cái mong muốn của mọi người ra một hạt một lỗ hay hai hạt một lỗ. Đây, đầu tiên là ta tháo cái xanh này ra này. Đấy, tấm đệm của nó này. Đấy. Các bạn để ý vào đây nhá. Các bạn để ý vào đây này, nó sẽ có cái gờ đỏ này để mà rút ra này, tí các bạn để lưu ý để mà chúng ta cho cái gờ đỏ. Đấy. Đây. Khi mà chúng ta chỉ tra một lỗ một hạt thôi thì chúng ta rút cái này ra, chúng ta tìm xem là cái những cái sàng nào nó sẽ có kích thước phù hợp với cái sàng hạt giống của chúng ta, thì chúng ta để vào đây thì chúng ta sẽ gieo thì nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, nếu mà một một hạt một lỗ thì cứ thế là làm thôi, rất là đơn giản. Còn nếu các bạn muốn ra hai hạt một lỗ thì là các bạn phải rút ra cái tấm đệm ở dưới đây. Cái tấm đệm ở dưới này không có lỗ gì này thì bình thường nó sẽ không ra được hạt này. Đấy. Bây giờ muốn ra hai hạt một lỗ thì chúng ta sẽ cho là hai sàng. Đây là tôi lấy ví dụ cái sàng này vào. Cái sàng này đây, các bạn nhớ là lúc nào phải có cái chia hạt ở đây nhá. Lắp lúc nào phải có chia hạt. Cái chia hạt nếu không nó sẽ chia không đều đâu. Đây, cái cách lắp vào này. Đây là anh quay vào đây cho mọi người thấy cái chỗ nó có cái gờ đỏ này, nó có cái, thấy cái gờ đỏ này chưa? Đây. Đấy, cái gờ đỏ này chúng ta phải đúc cái chia hạt này vào cái lỗ gờ đỏ này này. Thì nó mới là chuẩn được này. Đấy. Đúc vào. Đấy. Đúc được vào rồi, xong rồi chúng ta sẽ xoay chỉnh cái sàng sau. Đúc vào rồi cái sàng nó có xoay tròn được, nó xoay chỉnh nó đơn giản luôn. Đấy. Những vị trí mà chúng ta mong muốn rồi. Đưa vào. Đấy, xong. Đấy, một sàng này. Tiếp theo là cái sàng nữa, phải nhớ cái chia hạt nhá. Chia hạt. Đấy, xong lắp cái đệm vào, ta cho cái này vào, xoay, đấy, rất là đơn giản vậy thôi. Nếu như mà mọi người có cái thắc mắc gì hay vẫn chưa làm gì thì hãy gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình, chúng tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.